Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2024. Em về rất là nhiều dòng điện thoại và máy tính bảng nha cả nhà. Tất cả các dòng nha. Bên shop em bán tất cả các dòng Samsung, Realme, Apple, tất cả các dòng. Dòng nào cũng có nha. Bây giờ em sẽ review báo chi tiết máy, giá cả, tình trạng máy của anh chị xem ưng cái nào chốt liên hệ với em nha. Chiều tầm 4:30-5 giờ em bán sau Linh Sơn Động, đối diện với trung tâm văn hóa Nhà Tròn, phường 2, đường Trương Định, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ship code ship toàn quốc, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Đông, miền Bắc em đều ship hết. Nói chung khách mua là em ship nha cả nhà. Rồi em bán dành cho học sinh, sinh viên nha. Giá cả giá học sinh nha cả nhà, tầm 4-500 tới 2 triệu, 2 triệu mấy đổi lại. Cô bác anh chị xem hết video rồi ưng máy nào các bạn Zalo em gửi hình. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết máy, báo tình trạng máy cho cô bác anh chị. Cách 2 bữa là em có về máy mới nha cả nhà. Cứ cách 2 bữa là em có về máy mới à. Rồi. Rồi. Là em có về Samsung A11, màn hình 6.4, pin 4000. Chui TC, hỗ trợ sạc nhanh nha. Bên em là bán hàng cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao báo nha cả nhà. Rồi shipper không cho xem hàng thì cô bác anh chị cứ kêu shipper liên hệ với em nha. Kêu shipper liên hệ với em nha. Bên em là cho xem hàng nha, trước lúc nhận hàng tình trạng sao báo hết. Rồi Samsung A11, Android 11 chấm, dán cường lực rồi nha cả nhà. Tặng kèm ốp lưng, dây sạc, chui TC, hỗ trợ sạc nhanh, 2 SIM, 1 thẻ nhớ. 1.450.000 cho cô anh chị luôn nha. Máy màu đen. Rồi tiếp theo Samsung A50s, màn hình 6.4, pin 4000, gam 464 GB. Em test chuông cho cô anh chị. Test cảm ứng cho cô anh chị luôn. Mình có thể test nút home hoặc là mình test sau thân, không sau thân nha cả nhà. Nói chung mình test cảm ứng có như mình có nhiều cách test lắm. Còn cô bánh chị muốn test cái nào cô bánh chị cứ test ha. Rồi 1.800.000 cho cô bánh chị. Tặng kèm ốp lưng, dây sạc A50s, máy đẹp trên 90%. Nó chỉ đụng có dấu vân tay cả nhà, chứ máy là đẹp can nha, không trầy xước đường nào hết. Máy đẹp trên 90% A50s, giá là 1.800.000 cho cô bánh chị, đi kèm ốp lưng, dây sạc A50s. Rồi tiếp theo em có Oppo A31 nè, hai có hai cây nha. Đa phần là cái dòng bên em là Samsung, Realme, Oppo, Vivo, nó đều 2 SIM, 1 thẻ nhớ nha cả nhà. Chỉ có dòng iPhone chính hãng thì nó 1 SIM. Tại vì có nhiều khách hỏi em á, sẵn trên video em báo cho cô anh chị luôn ha. Rồi Oppo A31 128 GB, màn hình 6.5. Tết cảm ứng cho cô anh chị luôn nè. Em quay video nó hơi giả bóng, cả nhà thông cảm giùm em ha. Rồi máy màu xanh xanh ngọc, full chức năng, vân tay còn đầy đủ. Rồi giá 1.850.000 cho cô anh chị luôn. Oppo A31 em có màu đen và màu xanh. Tiếp theo sẽ review cái màu đen. Muốn máy đẹp trên 90% nha cả nhà. Nè. 2 SIM, 1 thẻ nhớ luôn, cũng full chức năng luôn, tất cả các ứng dụng. Còn có bánh chị nào mình mua máy về mình không biết tải ứng dụng á, thì trước lúc em ship hàng thì kêu em tải sẵn cho cô bánh chị nha. Có những máy em tải, có những máy em không tải. Rồi cô bánh chị những khách lớn tuổi không biết tải á, rồi về làm hơi cực, cho nên nếu mà cô bánh chị nào không biết tải thì cứ báo trước em rồi em sẽ tải sẵn cho cô bánh chị ha. Đa phần trước lúc nhập máy nhập về bán cho cô bánh chị em đã test ok sẵn hết tất cả các ứng dụng ha. Em test ok hết em mới bán cho cô anh chị ha. Camera trước, camera sau, lo âm thanh, tất cả các ứng dụng. Rồi 1.850.000 cho cô anh chị luôn ha. Oppo A31. Rồi tiếp theo Redmi.
màn hình 6.5 pin 5000 luôn nha cả nhà, 32GB luôn. Máy màu đen. Redmi này là Redmi A1. Android nó tới 12 chấm luôn nha cả nhà. Đánh game liên quân Free Fire được nha. Cái dòng Mi này đánh game rất là mạnh mà ngon nữa nha. Android 12 chấm nè. Máy màu đen. Full chức năng luôn. 32GB. Android nó cao, đánh game mạnh nữa. Tất cả các ứng dụng như chuyển khoản ngân hàng, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, MP3, học online này kia luôn, đều xài được hết, đánh game luôn. Rồi 1.600.000 cho con bánh vậy nha. 1.600.000. Màn hình 6.5 đây. Em cũng review Redmi nữa nè. Cũng 2 SIM, 1 thẻ nhớ, máy màu xanh ngọc luôn. Màn hình 6.5, cây này dán cường lực rồi nha. Pin thì cũng 5.000. Redmi. Chữ thì mình có thể chữ chỉnh phông chữ nhỏ, phông chữ to nha cả nhà. Redmi C30S Android 12 chấm luôn, 32GB. Cũng full chức năng luôn, 2 SIM, 1 thẻ nhớ, chiến game cũng được ha. Mình xài được tất cả các ứng dụng luôn. Cái này khách trước xài chưa lột mũ nè cả nhà. Khách trước xài chưa lột mũ nè, em cũng lột nè. Để cho nó đẹp, để lột ra nhiều khi nó chảy á, mình da chạm nó chảy. Full chức năng. Rồi giá 1.600.000 cho cô bán chị luôn. Redmi C30S 1.600.000 cho cô anh chị luôn. Rồi tiếp theo em có về Samsung A30S luôn. Samsung A30S màn hình 6.4. Pin cũng 4.000 luôn. A30S nè. Nói chung là mà máy mình có thể là test sau thân, không sau thân nha cả nhà. Hoặc là mình test đúng hôm xong được, sẵn trong video em test cho cô anh chị xem luôn ha. Máy bên em là không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết, tình trạng sao báo hết nha. Bán máy nghiêm chỉnh, full chức năng cho cô anh chị xài. Cho nên bên em bán hàng là cho xem hàng trước lúc nhận hàng á. Cô anh chị cứ việc xem thoải mái, test thoải mái. Còn nếu tin tưởng rồi thì mình khỏi test, mình nhận máy cũng được. Còn nếu mình chưa tin tưởng thì mình cứ test máy, mình mở máy ra mình xem, mình test ok rồi mình hãy nhận ha. Rồi A30S 1.700.000 cho cô bánh chị luôn. Đang sale nha. 2 SIM, 1 thẻ nhớ, chui TC luôn. Giá chỉ 1.700.000. Tặng kèm ốp lưng dây sạc. Đi kèm ốp lưng dây sạc nha nha. Rồi tiếp theo em có dòng Redmi nữa nha. Redmi giờ này em hơi nhiều. Cái Redmi này nói chung là được cái là màn hình nó to cả nhà. Màn hình tới 6.5 là pin nó 5.000 nữa. Cho nên em cũng rất là thích bán nữa. Pin nó cao mà màn hình nó to, dễ xài mà giá nó cũng mềm ok nữa. RAM 4 64GB ha. Redmi C15 RAM 4 64GB. Android nó thì 11 chấm nha. Cây okay, này RAM 4 64GB C15. Full chức năng nha. Xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, chuyển khoản ngân hàng. Rồi cây này giá 1.700.000 cho cô anh chị ăn. 2 SIM, 1 thẻ nhớ. Redmi C15. Máy đẹp trên 90% nha cả nhà. 1.700.000 cho cô anh chị, đánh game rất là mạnh ha. Rồi tiếp theo Samsung nha. Cô anh chị nào muốn xem hình cứ kết bạn Zalo em gửi hình. Cứ kết bạn Zalo em gửi hình ha cả nhà. Số điện thoại em có để đường link đó. Zalo, Facebook, YouTube. Samsung A03 màn hình 6.5, pin 5000. Android nó 13 chấm nha cả nhà. Android nó 13 chấm, pin thì 5000. Máy màu xanh, dương đậm, full chức năng. Số điện thoại em có để đường link đó cả nhà, hoặc là em ghi bên phần bình luận đó nha. Miền Tây thì hôm nay ship ngày mai tới giùm em, miền Bắc thì tầm 3 ngày giùm em, nhưng là đa phần em ship nhanh cho cô bác anh chị để cô bác anh chị nhận máy lẹ ha. Rồi cây này giá 1.150.000 cho cô bác anh chị luôn. A03 Samsung. Bên em bán tất cả các dòng chính hãng nha, tình trạng báo hết nha cả nhà. Bên em là bán tất cả các dòng chính hãng. Rồi Vivo. Vivo V2026 màn hình 6.5. Pin thì cũng 5.000 nha cả nhà. RAM 3 32GB. Full chức năng 1.600.000 cho các anh chị nè.
Cây này cũng đẹp trên 90%. Rồi tiếp theo Samsung A02, màn hình 6.5, pin cũng 5000 luôn, RAM 3 32GB. Em tải sẵn cho các anh chị nè, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, MP3, báo mới, tất cả các ứng dụng xem thời sự luôn, tin tức truyền hình này kia luôn. Giá 1 triệu, 1.450.000 cho cô anh chị ha. 1.450.000 A02. Rồi tiếp theo em có về Samsung A31 màn LED nha. Màn hình 6.5, pin 5000, RAM 6 128GB, giá 2.600.000 cho cô anh chị. Còn A31 pin 5000 luôn nha cả nhà. A31 pin 5000, đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. RAM 6 128GB luôn, chui TC hỗ trợ sạc nhanh, đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn, full chức năng. Giá 2.400.000 cho cô anh chị ha. 2.400.000 A31 pin 5000, RAM 6 128GB, 2.400.000. Rồi tiếp theo Samsung A32 5G, màn hình 6.5, 6.6, Android nó thì 13 chấm nha cả nhà, A32 Android nó 13 chấm, pin 5000. Cây này RAM 4 64GB, 2.600.000 cho cô bánh chị ha. RAM 4 64GB, 2.600.000. Máy màu đen, cây này dán cường lực rồi ha, không trầy xước nhiều luôn, full chức năng. Mình test cảm ứng cho cô anh chị nè. 2.600.000 A32 máy màu đen. Rồi tiếp theo Oppo nha, em có về Oppo A54 128GB, chui TC hỗ trợ sạc nhanh, màn hình 6.5, Android 11 chấm luôn nha. A54 Oppo A54 máy màu đen luôn, đi kèm ốp lưng dây sạc cho các anh chị, hai sim một thẻ nhớ, đẹp trên 95% ha, đánh game liên quân chi phai được, chụp hình camera này kia luôn. Nói chung đặc biệt cái dòng Oppo chụp hình rất là đẹp, rõ nét ha cả nhà. Có nhiều khách thích xài Oppo, có nhiều khách thích xài Samsung. Nói chung khách nào muốn xài gì xài, thích mẫu thôi. Rồi tiếp theo iPhone 13 Pro Max ha. 13 Pro Max 1.900.000 cho cô bánh chị luôn. Máy màu xanh ngọc 1.900.000. 13 Pro Max máy màu xanh ngọc. Rồi iPhone 6 Plus 6X lút vân tay còn đầy đủ. Cây này giá 1.450.000 cho cô anh chị ha. 1.450.000. 6X lút đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn nha. Đi kèm, có khách thì thích ốp da, có khách thì thích ốp trong. Nói chung thích ốp nào em tặng ốp đó. iPhone 6 lút ha. 6 lút. Cây này mà cây nãy màu vàng đồng, cây nào màu hồng nhạt. Rồi, cây này 64GB mất vân tay ha. 6X lút 64GB mất vân tay. Em test cam cho cô anh chị luôn. Rồi, 1.700.000 cho cô anh chị ha. Đi kèm ốp lưng dây sạc 1.700.000. Rồi, 7 lết luôn ha, 7 lết. 7 lết cây này vân tay còn đầy đủ ha cả nhà. 7 lết vân tay còn đầy đủ, màn hình đẹp rõ nét ha. Bên em bán là dòng chính hãng nha, tình trạng sao báo hết trước lúc ship tới cho cô bánh chị là tình trạng sao làm báo hết rồi em cho xem hàng trước lúc nhận hàng luôn. Bên em bán hàng là có sao nói vậy ha. Cây này 7 lết nha, 7 lết vân tay còn đầy đủ, màn hình thì đẹp, không trầy trộ ám ố gì hết. 2.300.000 cho cô bánh chị luôn. Bên em bán máy là cái em bán máy trên YouTube chỉ có một mình thôi nha cả nhà, không có bà con dòng họ với ai nha, bán một mình trên YouTube chỉ có một mình. Còn khách nào ở xa muốn tới cho em mua máy thì cứ kết bạn Zalo, biết coi định vị thì cứ kết bạn Zalo em gửi định vị, còn không thì cứ tới thành phố Tân An Long An điện em. Thành phố về tới nghĩa trang Liệt Sĩ Long An điện em, còn miền Tây lên thì cứ tới bến xe Long An điện em. Nói chung của anh chị cứ tới khu vực Long An là điện em, không biết đường em rước ha. Rồi A02S màn hình 6.5, pin 5000, chui TC hỗ trợ sạc nhanh, đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Chui TC, cô anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà.
Rồi cây này giá 1.550.000 cho các anh chị ha. A02S, pin 5.000, màn hình 6.5, RAM 32GB. Làm YouTube, TikToker, bán hàng online cái gì cũng được hết cả nhà, pin cao. Rồi, dán cường lực rồi 1.550.000, máy màu trắng cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo Samsung A30 em có hai cây ha. A30 em có hai cây. Màu đen và màu xanh. Mẫu mã y chang, cấu hình y chang. Khác một cái là khác màu nha cả nhà. A30 là nó bằng LED nha. A30 nó bằng LED, để em chỉnh chế độ màn hình lên. Cây này được cái phiên bản đặc biệt RAM 4/64GB ha. Thường A30 nó chỉ có RAM 332 thôi. Phiên bản đặc biệt A30 RAM 4/64GB. 1.600.000 cho cô anh chị. 1.600.000 A30. Rồi cây màu đen này cũng vậy luôn, mẫu mã y chang, cấu hình y chang, khác màu ha. Cô anh chị thích màu đen thì lấy màu đen, máy thì đẹp trên 95% rồi. Còn thích màu xanh nhà biển thì lấy màu xanh biển. Đi bảy riêng thì lúc nào cũng có vàng đồng, xanh biển, màu xanh đen, màu hồng nhạt. Di bảy riêng thì RAM 32GB, mình xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok ha, full chức năng nha, full chức năng, đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. 900.000 cho cô anh chị ha. Di bảy riêng 900.000. Rồi Samsung A03 Core, màn hình 6.5, pin thì 5.000 luôn. A03 Core pin 5.000, xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, chuyển khoản, ngân hàng, đánh game luôn. Mình muốn xài mục đích gì cũng được hết ha, full chức năng. 1.350.000 cho cô anh chị ha. A03 Core 1.350.000. Rồi tiếp theo Huawei Nova 3i, RAM 4 128GB ha. Cái dòng 3i này là 128GB. Đánh game liên quân Free Fire được, xài được tất cả các ứng dụng luôn. 1.400.000 cho cô anh chị bo nè. Cây này đẹp trên 90%, hang lưng đá luôn nha. Xài rất là ok. Máy đẹp keng, 1.400.000 cho cô anh chị. Đánh game liên quân Free Fire được. Rồi em còn một cây Apple nữa nha. Apple A9 2020. Màn hình thì 6.5, pin thì 5.000. RAM 4+1 là 5 RAM, 128GB. 1.800.000 cho cô bác anh chị ha. 1.800.000. Máy màu đen. Cái này đẹp trên 80% ha, 85%. Rồi, Ri 7 Pro em có màu xanh ngọc và màu vàng đồng. RAM 32GB. To lớn rõ nét ha. Xài được tất cả các ứng dụng luôn. 1.150.000 cho cô anh chị. Đặc biệt cái dòng Ri 7 Pro thì lo rất là lớn ha. 1.150.000. Full chức năng, máy rin, màn rin hết cả nhà. Rồi tiếp theo Redmi nha. Redmi C11, máy màu đen, màn hình 6.5, pin thì 5.000, 32GB. Rồi cây này giá là 1.200.000 cho cô anh chị ha. Redmi C11 1.200.000. Rồi tiếp theo Redmi 8 Lite, màn hình 6.5, pin 5.000, chui TC, hỗ trợ sạc nhanh. RAM 4/64GB. Chui TC nha cả nhà, đánh game liên quân Free Fire được, máy mạnh nha. Android nó tới 10 chấm lần, cây này RAM 4/64GB. 1.450.000 cho cô anh chị ha. Đánh game rất là mạnh, 1.450.000. Rồi cũng Redmi 8 luôn. Cũng chui TC, hỗ trợ sạc nhanh luôn. 1.400.000 cho cô anh chị. Dạ chứ là lớn giùm em ha. 1.400.000. Đánh game liên quân Free Fire được, máy mạnh luôn. Mình muốn đánh game gì đó mình đánh, chơi bắn cá hay gì đó, nói chung là máy full chức năng nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có dòng Redmi nha. Redmi này dòng cao luôn, màn hình 6.5 luôn, chui TC, hỗ trợ sạc nhanh. Redmi 8 nha. RAM 8+8 là 16GB, 128GB. Redmi 8 Android nó tới 13 chấm lần nha cả nhà. Android nó tới 13 chấm lần nè. Các anh chị nào có nhu cầu xem hình, các bạn Zalo em gửi hình ha. Chui TC 2 SIM 1 thẻ nhớ.
2.300.000 cho cô anh chị ha. Anh em liên quân chi phai được máy mạnh 2.300.000. Rồi tiếp theo Redmi C9 màn hình 6.5 pin 5.000 luôn, 32GB luôn. Redmi C9 32GB 1.300.000 cho cô anh chị ha, 1.300.000. Máy màu đen. Rồi tiếp theo Samsung A10s luôn. A10s thì em cũng còn đang sale luôn, 1.100.000 cho cô bác anh chị. Còn A10 thì 1.100.000 ha. A10 Samsung A10 1.100.000 xài được tất cả các ứng dụng luôn. A10. Còn A10s thì 1.150.000 ha. Hiện cây này em đang sale. Rồi, máy tính bảng nha cả nhà. Tiếp theo em còn cái Oppo A15, A15s luôn nha. A15 này thì màn hình 6.5 luôn, 32GB 32GB 1.600.000. Còn A15S thì 1.800.000 cho cô anh chị ha. Rồi, tiếp theo em có dòng Vivo nữa. Vivo này không quên. Chui TC, máy đời mới hỗ trợ sạc nhanh luôn. Vivo V2019. Màn hình 6.5 pin 5.000 luôn, chui TC hỗ trợ sạc nhanh. Rồi cây này giá là 1.900.000 cho cô anh chị ha, 1.900.000. Rồi Samsung A50 luôn. A50 máy màu trắng, màn hình 6.5 pin thì cũng 4.000, chui TC hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. 1.750.000 cho cô anh chị luôn, máy màu trắng, đẹp trên 95%. 1.750.000 cho cô anh chị luôn. Rồi em có mấy máy tính bảng, em review máy tính bảng nha cả nhà. Rồi iPad 4 nha, màn hình 10 inch. Full chức năng, lo rất là lớn, rõ nét ha. Em cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị, mình chỉ việc mua về xài thôi. Còn tài khoản thì không có, em cho mượn luôn. Còn có tài khoản thì mình cứ đăng nhập tài khoản mình vô mình xài. Hát karaoke là tầm 5-6 tiếng đồng hồ mới hết pin nha cả nhà. Còn coi YouTube thì cũng vậy luôn. Còn không xài dục đó một tuần lễ 10 bữa thì nó chỉ dục 20-30% pin thôi. Pin con trâu ha. Thấy dòng này em nhập về, em nhập nhiều lắm, lúc nào dòng này cũng có, không có hết hàng. Là em nhập về em bỏ đó chứ, tại vì dòng này pin nó dòng này pin nó rất chậm ha. Không có hao pin. Mua cho con em mình coi YouTube hoặc là chơi game này kia luôn. Hoặc là mình hát karaoke á. Rồi em test nhạc cho cô bác anh chị một tí xíu ha, test lâu quá em sẽ bị dính bản quyền ha. 16GB 10 inch không xài sim thì 1.400.000. 16GB xài sim thì 1.500.000. Còn 32GB nè cả nhà, 32GB iPad 4 luôn, 32GB không xài sim thì 1.500.000, còn xài sim thì 1.600.000 cho các anh chị ha. Rồi iPad 4 máy thì đẹp trên 80-90% nha cả nhà. Rồi iPad mini luôn ha, máy tính bảng thì lúc nào cũng có hết. Mini này, cây này cũng nay cũng từng lễ 10 bữa em chưa sạc luôn nè. Cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị nè. Mua về cho con em mình coi YouTube này kia, chơi game nhẹ này kia. Rồi, giá 900.000 cho cô anh chị. Rồi Thúy An xin kết thúc video đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay cả nhà xem. Để bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau.